Thừa viện Đại sư Liên Tông Tam Tổ. Thừa viện Đại sư, người đời Đường, nguyên quán từ đâu chưa rõ được xuất xứ. Ban sơ, Ngài theo học với Đường Thiền Sư ở Thành Đô, kế lại học với Tạng Thiền Sư ở Tứ Xuyên. Sau Ngài đến Kinh Châu, tham học với Chân Pháp Sư ở chùa Ngọc Tuyền. Sau khi học nghiệp đã xong, tu hành đã ngộ, Chân Công khuyên đến Hoàng Sơn để ứng duyên hoàn hóa. Trước tiên khi mới đến, Đại sư cất thảo am dưới gột đá phía tây nam Non Hoành. Người đạo tâm hay biết, đem cúng cho thức ăn thì Ngài dùng. Hôm nào không có thì ăn bùn đất, tuyệt không hề đi quyên sinh. Khổ tu như thế, đến nỗi mình gầy, mặt nám, trên thân chỉ còn một chiếc y cũ rách. Về phần truyền giáo, Đại sư đứng theo lập trường trung đạo, tùy căn cơ mỗi người mà quyền biến chỉ dạy. Thấy cư dân quanh vùng phần nhiều khổ tật bệnh, Ngài rộng truyền pháp môn tịnh độ, khuyên mọi người đều nên niệm Phật. Trên đá, nơi gốc cây, ven đường, Đại sư đều có viết lời thánh giáo, khuyên tỉnh ngộ lẽ đạo diệt đời, cần chuyên niệm Phật. Do đức hóa của Ngài, từ đó không cần chỉ dẫn nhiều, mà lần lượt kẻ mang giải, gạo, người kiêng đá gỗ đến càng lúc càng đông, xây thành cảnh chùa, đến nỗi có dư bố thí cho kẻ nghèo đói. Ngài vẫn thản nhiên, không cước từ, cũng không khuyến khích, để họ xây cất sửa dọn tùy tâm. Chẳng mấy lúc, nơi vùng hoang sơn trước kia đã trở thành cảnh lan nhã thanh u đồ sộ. Lần lần về sau, bốn phương xa gần, người tín hướng quy y niệm Phật càng nhiều. Như nước trăm sông đổ về biển, phải lấy số dạng mà kể. Trước đó, có Ngài Thích Pháp Chiếu ở Lô Sơn. Một hôm nhập định, thần thức dạo chơi cõi Cực Lạc bên Đức Phật, thấy có vị tăng mặc áo rách đứng hầu. Đức A-di-đà chỉ vị tăng ấy mà bảo rằng: Ngươi có biết chăng, người này là Sa Môn Thừa Viễn ở Hoành Sơn đấy. Sau khi xuất định, Pháp Chiếu đến Hoành Sơn tìm. Lúc gặp Thừa Viễn Đại sư, nhìn đúng là vị tăng áo rách mà mình đã thấy, liền xin theo làm đệ tử. Vì sao Ngài Pháp Chiếu đi truyền giáo khắp nơi, danh đức rộng lớn, được vua Đại Tông nhà Đường phong làm quốc sư. Nhưng khi nhàn nhã, quốc sư thuật lại đạo hạnh của thầy mình cho vua nghe. Đại Tông muốn thỉnh Ngài Thừa Viễn lai kinh để học đạo, nhưng rồi tự biết đó bậc chí đức không thể dời trước được, liền xây về phương nam, hướng về phía Hoành Sơn mà đảnh lễ. Khi đó, vua truyền chỉ phong tặng chỗ ở của Ngài hai tấm biển, một tấm đề Sắc Tứ Di Đà Tự, tấm kia niêm mấy chữ Bát Chu Tam Muội Đạo Tràng. Vua lại truyền cho ông Liễu Tô Nguyên soạn bài văn ký sự khắc vào bia đá dựng bên cổng trước chùa, vào năm Trinh Ngương thứ 18 đời Đường, nhằm ngày 19 tháng 7, Đại sư an lành thị tịch, họ 91 tuổi. Dịch Việt, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm.